Kính thưa quý vị, chúng tôi là Ngọc Trâm và Ái Hiền. Xin kính chào quý vị đang đến với bản tin buổi tối của ngày hôm nay là ngày thứ 6, ngày 8 tây tháng 11 năm 2019. Mở đầu mời quý vị theo dõi những dòng sự kiện chính trong ngày. Ngoại trưởng Nga nói cần có đối thoại lẫn nhau để giải quyết vấn đề Bắc Hàn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu ủng hộ các nước Balkans gia nhập Liên Âu. Ngoại trưởng Mỹ thăm Berlin trước kỷ niệm 30 bức tường Berlin sụp đổ. Tòa Bạch Ốc tuyển dụng thêm 2 cố vấn để bảo vệ Tổng thống Donald Trump trong cuộc điều tra luận tội. An ninh bầu cử là ưu tiên số 1 của chính phủ Hoa Kỳ. Và xin mời quý vị cùng theo dõi những bản tin liên quan đến thế giới. Mở đầu bản tin với Ngọc Trâm. Thưa quý vị, tin thế giới chi tiết đầu tiên cho biết Ngoại trưởng Nga đã nói cần có đối thoại lẫn nhau để giải quyết vấn đề của Bắc Hàn. Tin chi tiết cho biết là Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày thứ Sáu cho biết cách duy nhất có thể để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là đối thoại lẫn nhau giữa tất cả các nước liên quan, bao gồm cả Mỹ và Bắc Hàn. Ông Lavrov đã nói chuyện trong hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2019, đang được tổ chức tại Moscow vào ngày 7 tháng 9. Vào ngày 7 cho tới ngày 9 tháng 11. Vào đầu tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi Tổng thống Donald Trump vì những gì ông nói là động thái lịch sử của Tổng thống Mỹ để tham gia các cuộc đàm phán với Bắc Hàn nhằm xoa dịu căng thẳng hạt nhân trên bán đảo. Theo đó, ông Trump đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un vào năm ngoái và lần thứ hai vào tháng 2, mặc dù các cuộc đàm phán nhằm phá bỏ các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng sau đó đã bị đình trệ. Hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân lần này tại Moscow gồm khoảng 250 chuyên gia từ 40 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm IAEA, Văn phòng Giải trừ Quân bị của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Ủy ban châu Âu ủng hộ các nước Balkans gia nhập Liên Âu. Bắc Macedonia và Albania đã nỗ lực rất lớn để có thể có được tư cách thành viên Liên minh châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tương lai là Ursula von der Leyen cho biết hôm thứ Sáu, chỉ trích quyết định của Pháp trong việc phủ quyết các cuộc đàm phán tiếp theo về việc gia nhập của họ. Von der Leyen đã phát biểu sau cuộc hội đàm tại Berlin với Thủ tướng Angela Merkel, người đã lặp lại lợi ích chiến lược châu Âu rằng hai nước tiếp tục có triển vọng trở thành thành viên. Bà von der Leyen cũng cho rằng nếu Liên Âu không đón nhận vùng bán đảo Balkans thì các thế lực khác sẽ đón lấy cơ hội. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó đã phủ quyết việc mở rộng thêm Liên Âu tại hội nghị thượng đỉnh Brussels gần đây, nói rằng quá trình gia nhập cần phải được cải cách. Quyết định này đã phá vỡ hy vọng của hai nước vốn kỳ vọng có thể nhanh chóng khi gia nhập khối Liên Âu. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ đã đến thăm Berlin trước kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã đến thăm hội trường New ở Berlin vào ngày thứ Sáu 8 tháng 11 như một phần của chuyến thăm Đức trước lễ kỷ niệm 30 năm của bức tường Berlin năm 1989. Giáo đường ban đầu được xây dựng vào thế kỷ giữa thế kỷ 19 với tư cách là giáo đường chính do cộng đồng Do Thái ở Berlin. Bị hư hại nặng nề trước và trong Thế chiến thứ hai, nó đã được xây dựng lại và vẫn là một tòa nhà kiến trúc ấn tượng, hiện đang giữ các dịch vụ cho cộng đồng Masori bảo thủ. Ông nói thêm rằng, Mỹ không muốn các nguồn cung cấp năng lượng của châu Âu phụ thuộc vào Nga, đề cập đến đường ống khí đốt Nord Stream 2 sẽ vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga sang Đức. Ông Pompeo cũng cho biết Đảng Cộng sản Trung Cộng đang định hình một tầm nhìn mới về chủ nghĩa độc đoán và cảnh báo Đức về việc sử dụng nhà cung cấp thiết bị viễn thông của Trung Cộng là Huawei Technologies để xây dựng mạng dữ liệu thế hệ thứ 5 hay còn gọi là 5G. Người dân địa phương tấn công xe quân sự của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng chục người đã tấn công một đoàn xe quân sự Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tuần tra ở đông bắc Syria vào ngày thứ Sáu, ngày 8 tây tháng 11. Đoạn video do hãng thông tấn người Kurd ANHA cho thấy. Đoạn video cho thấy nhiều người leo lên xe, một chiếc xe bọc thép và một người đàn ông đã tấn công chiếc xe này bằng búa, trong khi một số người khác chạy theo đoàn xe và ném đá ở thị trấn Al-Mabada. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bắt đầu tuần tra chung ở miền bắc Syria vào ngày 1 tây tháng 11, theo một thỏa thuận đã buộc dân quân người Kurd rời khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo hãng tin Interfax, thì Nga cũng đã triển khai các phi cơ trực thăng quân sự vào thứ Sáu dọc biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ để giúp bảo vệ cảnh sát quân sự Nga làm việc trên mặt đất. Gần một tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh nổi dậy Syria đã phát động một cuộc tấn công qua biên giới chống lại phi cơ chiến đấu YPG Kurd, thu giữ quyền kiểm soát 120 km, tức là tương đương khoảng 75 dặm đất dọc theo biên giới. Thưa quý vị, người dân ở Iraq tiếp tục biểu tình sang ngày thứ 15. Người biểu tình ở Iraq đã tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Baghdad vào ngày thứ 6, 8 tháng 11, đánh dấu ngày thứ 15 hỗn loạn ở thành phố này. Lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay và bom làm choáng để giải tán những người biểu tình đã cố gắng đi qua cầu Shuhada khi những người biểu tình đã ném đá vào họ. Giáo sĩ Hồi giáo Shia hàng đầu của Iraq đã kêu gọi các lực lượng an ninh tránh sử dụng vũ lực quá mức để dập tắt nhiều tuần bất ổn chống chính phủ khi chính quyền đã vật lộn với cuộc khủng hoảng lớn nhất nước này trong nhiều năm qua. Grand Ayatollah Ali al-Sistani, người chỉ nói về chính trị trong thời kỳ khủng hoảng và có ảnh hưởng to lớn đối với dư luận ở đa số người Shia ở Iraq, đã kêu gọi chính phủ đáp ứng nhanh nhất có thể trước yêu cầu của người biểu tình. Tin cũng cho biết lực lượng an ninh đã bắn chết ít nhất là 6 người biểu tình ở Baghdad vào ngày thứ Năm và đã giết chết 4 người khác khi họ biểu tình ngồi ở thành phố Basra, phía Nam, các nguồn tin cảnh sát và y tế đã cho biết. Tổng thống Mali tới thăm quân lính bị thương sau cuộc tấn công của ISIS. Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keïta đã đến thăm những người lính bị thương trong một cuộc tấn công vào một đồn quân đội ở phía bắc của đất nước trong tháng này. 53 binh sĩ và một người thường dân đã bị thiệt mạng tại vùng Indensonen, Milaka vào ngày 1 tháng 11. Đây là cuộc tấn công nguy hiểm nhất đối với quân đội của Mali trong thời gian gần đây. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công thông qua hãng tin Amaq mà không cung cấp bằng chứng. Vào thứ Sáu ngày 8 tháng 11, các quan chức cho biết các binh sĩ đã rời khỏi đồn quân sự của Anderhabukin cách Menaka khoảng 85 km vào thứ Tư ngày 6 tháng 11 vì sợ một cuộc tấn công tương tự. Họ nói rằng những người lính phàn nàn rằng họ không có đủ thiết bị để đánh bại loại kẻ tấn công này. Được biết, cuộc tấn công vào Indensonen diễn ra sau các cuộc tấn công của nhóm thánh chiến vào cuối tháng 9, nhấn mạnh đến tầm với ngày càng tăng và sự tinh vi của các nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực. Thưa quý vị, bước tiếp theo là tin Á Châu. Trung Cộng kêu gọi Việt Nam không làm phức tạp vấn đề Biển Đông. Trung Cộng kêu gọi Việt Nam vào ngày thứ Sáu không làm phức tạp vấn đề Biển Đông sau khi một quan chức cấp cao ở Việt Nam cho biết họ có thể tiến hành các hành động pháp lý trong số các lựa chọn khác nhau trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Cộng trên vùng biển. Căng thẳng đã leo thang giữa hai quốc gia do Cộng sản điều hành kể từ khi Trung Cộng vào tháng 7 đã gửi một tàu khảo sát địa chấn kéo dài một tháng tới một khu vực được quốc tế chỉ định là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hay còn gọi là EEZ, nhưng đã bị Trung Cộng tự ý tuyên bố chủ quyền. Phát biểu tại một hội nghị ở Hà Nội vào ngày thứ Tư, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung đã cho biết Việt Nam muốn đàm phán nhưng cũng có lựa chọn khác cho tuyến đường tranh chấp, bao gồm cả trọng tài và kiện tụng. Đáp lại động thái này, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng Geng Shuang được trích lời nói rằng cốt lõi của vấn đề Biển Đông là Việt Nam và các nước yêu sách khác đòi xâm chiếm và chiếm đóng các đảo của Trung Cộng. Quý vị vừa theo dõi phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.